Mới sáng ngủ dậy ra đã thấy tweet rất là rần rần trên tất cả các trang mạng xã hội luôn. Thì mình tìm hiểu xem Threads là gì nha. Đây là một mạng xã hội mới của Meta cùng công ty với lại Instagram, Facebook. Thì nó sẽ có một cái nét tương đồng với Twitter, cho phép người dùng đăng trạng thái dưới dạng nội dung văn bản ngắn và trả lời người dùng khác. Thì khác với Instagram thì sẽ thiên về hình ảnh, thì Threads sẽ thiên về văn bản thôi, mà là dạng ngắn. Vì nó link với lại Instagram nên là mình cũng không cần tạo tài khoản mới, mà có thể sử dụng trực tiếp tài khoản của Instagram luôn. Hai cách để download Threads: một là mình có thể type cái chữ Threads vào cái thanh search của Instagram và bấm vào cái icon ticket ở cuối, thì nó sẽ hiện ra cái vòng xoay 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 như cái hình này. Hai là mình có thể download từ App Store. Đối với ai xài iPad thì mình buộc phải download từ App Store thôi, tại vì mình không có search được trong Instagram, nó không hiện ra gì hết á. Còn trên điện thoại mình xài Android á, thì mình search được cái chữ đó và nó sẽ hiện ra cái icon ticket và nó sẽ cho mình download. Trong video này thì mình sẽ thử đăng nhập vào Threads để xem nó như thế nào và cái design của nó thì có khác gì Twitter không nha. Oh, follow request. It's similar to thread. I say that the layout or the UI, but actually these people I don't know. This is my friend, so I will confirm. For the UI of thread that we have, mình có cái home ở đây. Đây là mình sẽ tìm kiếm một cái gì đó. Ở đây sẽ có những cái suggest có sẵn nhưng dạ. Mình không follow. Ở đây mình sẽ viết một cái thread. I don't know. Thread is mean giống như trong tiếng Anh nó là một cái chủ đề. But I don't have anything to discuss with them. Let me try with new keyboard. Tại vì mình đang xài iPad cho nên là cái bàn phím này nó phải chuyển qua là cái Mac đó, thì cái nút antenna này mới chuyển thành nút Command và mình mới kiểu control này được đó, là nó giống như trong Mac. Còn nếu hồi nãy mình để như Win á thì mình không có control này được, không nó sẽ ra kiểu khác, nó sẽ là nút antenna. Yes, mình phải chuyển qua lại Mac này. Này là cái gì? Game I should play in next week. Okay, post then. Then, đó, nó sẽ hiện trong này của mình. Và thật ra nó rất là giống cái phía này, nó giống cái Instagram. Like, edit profile y chang Instagram luôn. Cái này, share profile, oh yes. Cái bấm vô đây thì share Instagram. Còn cái này phần này, Lario, giống Twitter. Đó, nó là Instagram của mình. Ah, because it linked.